Rồi mình sẽ hướng dẫn em sử dụng con Canon này nha. Đầu tiên cái con này nó sẽ pin 2A tắt máy nè. Rồi giờ coi pin với lại hãy nhớ nó thì mình sẽ nhìn nó bên đây. Nó sẽ có cái chỗ là battery and card open. Mình kéo cái này lên xong đẩy ra. Đó, nó sẽ bung lên, đây là card, đây là battery. Ok, close lại. Thì cái con này nó sẽ có xài một cục pin nữa để cho cái việc mà ví dụ như cái máy nó hoạt động kiểu mấy cái chức năng này nó ok thì mình sẽ gắn cục pin này vô, tên là CR1202. Cục pin này thì thường thường khi mà nó hết thì mình mới thay, và nó hết rất là lâu, nó chỉ dùng để setting cái ngày giờ thôi. Giờ bấm nút on cái thì cái máy nó sẽ bật lên cho em. Thì giữ nút on này một mấy giây nó sẽ bật lên như thế này. Rồi trên đây là hiển thị nha, hai ngày giờ lên hình. Bấm ok cái nếu mình không muốn set ngày giờ. Rồi bây giờ cách để mình chỉnh là bấm display cái nó sẽ cho mình nhìn thấy những cái function chi tiết trên đây. Ví dụ như đây là số tấm hình mình có thể chụp. Khi em bấm chữ function thì nó sẽ hiện ra là auto nè, có thể là chỉnh manual nè. Và khi mình chỉnh manual này thì nó sẽ cho mình tăng sáng giảm sáng trong hai stop. Đó là mình có thể chụp tăng sáng giảm sáng. Dưới đây là white balance, nó sẽ cho mình là day slide, là những cái hình nó sẽ vàng hơn xí. Đó, nó sẽ có sự chuyển đổi giữa những cái setting màu ảnh này. Đó thì thường thường anh sẽ để day light nhìn cho nó cổ điển hơn. Đây là những cái phần màu sắc trên cái máy. Natural, low, shadow, black and white, and no effect. Đây là chất lượng file hình, và đây cuối cùng là cái size của file hình. Rồi, ok, mình bấm phần menu. Bấm ok chứ, xin lỗi. Bấm nhấp nhịn nút chụp cái nó sẽ back về ban đầu ở trên. Rồi, nhấp nhịn nút chụp, nó sẽ tự động ra. Rồi, về ban đầu ở trên. Rồi, ở trên đây nó sẽ chia những cái nút, ví dụ như là chụp nè, scenes là những cái chỉnh chức năng. Chỉnh chức năng, khi mà mình bấm vô scenes thì nó sẽ cho mình chọn và portrait rồi những cái gì đó trên cái máy nó sẽ có thể cho mình chỉnh, tùy chỉnh tùy theo mình muốn. Rồi cái mình nhấn xuống cuối cùng mới là quay phim, thì đây là quay. Rồi quay sẽ quay được như đây phút mà thường thường pin này chịu không nổi, thì là sim là hình. Like, cảm ơn mình nha. Rồi đây là sim là hình. Rồi khi mà sim là hình thì mình cứ đợi khi mà nó cho mình hiển thị lại hình cũ là ok. Rồi đây là hai nút zoom out zoom in trên máy, mình có thể dùng hai nút này zoom out zoom in. Về chức năng về flash thì nó sẽ nằm ở đây, có hình chi xét mình có thể bấm dụ như bật flash, tắt flash, bật flash auto mà có thêm sáng mắt đỏ. Đây là chức năng về macro, có thể là cho mình macro là scale siêu sát hoặc là auto lấy nét. Rồi nếu mà em muốn chuyển cái view folder trên đây nhìn cho nó cổ điển nó thì bấm ESP display thì nó sẽ chuyển lên cái view folder trên đây cho mình nhìn. Nhưng mà nó nguyên đợi dính chỉ cho mình nhìn cái view này bấm như vậy. Rồi cơ bản là như vậy. Rồi nếu mà có vấn đề về máy cứ liên hệ lại tụi anh. Ok, cảm ơn.